Một trong những điểm nhấn tại lễ hội khinh khí cầu Hạ Long 2024 là đêm hoa đăng khinh khí cầu thu hút hàng nghìn du khách đến chiêm ngưỡng. Đêm hoa đăng là sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng, dù lượn và những quả khinh khí cầu tự phát sáng nhờ hiệu ứng phun lửa. Nó dùng một cái hiệu ứng ánh sáng đặc biệt là thổi một cái luồng lửa dài vào trong lòng khí cầu, thì quả khí cầu nó sáng rực như là một cái đèn lồng khổng lồ, thổi lửa chớp tắt theo cái điệu nhạc sôi động. Mở đầu chương trình đêm hoa đăng là màn biểu diễn dòng lửa khinh khí cầu chào khán giả với 14 vòi phun lửa theo tiết tấu âm nhạc. Là một người dân Quảng Ninh, tôi rất là mong muốn là sẽ có nhiều cái tổ chức được nhiều cái chương trình như thế này nữa, để vừa là cho người dân ở đây cũng được thưởng thức, cũng như là thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan. Chương trình được tổ chức vào tối ngày 1 tháng 9 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hồng Hải, và tối ngày 2 tháng 9 tại bãi tắm công viên Đại Dương, phường Bãi Cháy.